Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin trọng yếu phúc mệt Minh sang Mỹ, Biển Đông tư chính chỉnh nghị sự. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất cụ thể, đó là những cuộc họp của những cái phiên họp tổng thể toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra với nhiều phát ngôn và diễn văn của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của những nước tham dự, và dự kiến Việt Nam sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Bảy cuối tuần này, tức là vào ngày 28 tháng 9 năm 2019. Và hình ảnh ở Liên Hợp Quốc các bạn cũng đã thấy chứng kiến việc ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bài phát biểu rất mạnh mẽ và lên án chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Và dường như ông khẳng định lại quan điểm sẽ tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội trong thời gian tới một cách triệt để. Và văn phòng người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết rằng theo lịch trình tạm thời, một phó thủ tướng của Việt Nam sẽ có bài phát biểu tại đây. Và thông tin này thì báo chí ở trong nước vẫn chưa đăng để cho người Việt Nam được biết. Đây là hình ảnh của người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ông là một chính khách người Bồ Đào Nha, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, hiện là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thứ 9 từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Và đây là thông tin mà chúng ta có thể biết. Và nhưng điều rất lạ là cho tới hôm nay, tức là ngày 26 tháng 9 năm 2019, thì văn phòng của Liên Hợp Quốc vẫn chưa nhận được tên chính thức của người sẽ là đại diện cho Việt Nam để đưa ra phát ngôn trước toàn thế giới tại phiên họp toàn thể này. Và điều đó rất đặc biệt mà từ trước đến nay gần như là ít diễn ra. Và theo thông lệ thì phải là người đứng đầu đất nước phát biểu ở phiên họp rất quan trọng này, và ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người thích hợp nhất trong vai trò của người đứng đầu nhà nước, vì ông đã giành được cái vị trí Chủ tịch nước trong thời gian qua sau khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy ở một số báo truyền thông quốc tế bắt đầu đăng tải hình ảnh là Việt Nam có nêu vụ bãi tư chính trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay không là một câu hỏi. Và đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh đã được truyền thông quốc tế nêu ra vào ngày hôm nay 26 tháng 9 năm 2019. Và hình ảnh đây cho thấy rằng ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2016, tức là ông đã có một lần tham dự và đã có phát biểu ở đây, thì việc nếu ông tham gia và phát biểu lần này cũng là một điều hết sức đương nhiên. Và cũng có thông tin cho rằng sau khi phát biểu tại đây, đáng lẽ nếu ông Nguyễn Phú Trọng đủ sức khỏe thì ông có thể đến dự và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng sau khi phát biểu xong thì một số cái thông tin cho rằng là ông có thể kết hợp với chuyến thăm chính thức Mỹ luôn theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông Tổng thống Mỹ đến Hà Nội vào thời gian vừa qua. Nhưng vụ việc ông Nguyễn Phú Trọng đột ngột bị đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 thì sức khỏe của ông khó đảm bảo cho một chuyến đi xa và làm việc liên tục và căng thẳng như là yêu cầu của một chính khách. Ở đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp tại Kiên Giang vào hôm 13 tháng 4 năm 2019. Và chính sau khi thăm ra đồng thăm tôm này thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ lần một ở văn phòng, trong cuộc họp của văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang. Và trong thời gian vừa qua Việt Nam vẫn luôn giấu giếm cái thông tin này trước người dân, mà chỉ nói rằng ông có bị cảm nhưng không nói rõ là bị sao. Nhưng qua những cái thông tin mà chúng tôi thu thập được cũng như báo chí nhiều quốc tế đã đăng tải thì thấy rõ cái việc ông Nguyễn Phú Trọng ốm trong thời gian vừa qua là khá nặng. Và ngoài ra thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng có một điều rất đặc biệt, đó là các bạn cũng đã thấy rất rõ trong thời gian gần đây thỉnh thoảng ông vẫn xuất hiện, nhưng ông vẫn yêu cầu đất nước kiên trì theo định hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và phải kiên trì. Và nhưng đồng thời ông lại có những phát ngôn rất đặc biệt và có vẻ là mâu thuẫn với cái điều đó. Đó là việc ông có nói rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thì tức có nghĩa là các bạn cũng phải đợi còn rất lâu, năm nay mới là năm 2019. Thì như vậy còn hơn 80 năm nữa thì cũng chưa biết là đã có chủ nghĩa xã hội đã hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thì đây là theo lời của Nguyễn Phú Trọng đã nói.
Đương nhiên thì cũng sau đó thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là các lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người hỏi Bộ trưởng thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh nói: chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó đi mà tìm. Thì đây là cái điều rất đặc biệt và cái việc phát ngôn rất trung thực của ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh thời kỳ đó đã cho chúng ta thấy là cái mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, khi một người thì muốn kiên định xã hội chủ nghĩa nhưng có những cán bộ khác họ nhận ra rằng cái điều đó là vô lý và không thể có được, thì họ nói rằng là làm gì có mà đi mà tìm. Thì cái điều đó tất nhiên những cái mâu thuẫn đó sẽ rất căng thẳng cho Nguyễn Phú Trọng, khi trước đó tại Liên Hợp Quốc thì bản thân ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng phát biểu, và ông có những phát biểu rất mạnh mẽ và lên án chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, và ông nói rằng chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại những đau khổ cho người dân mà thôi. Chính vì vậy mà có lẽ khi mà đưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang New York dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này thì đấy là cái điều rất trái khoáy, và ông Nguyễn Phú Trọng chưa chắc đã có thể đảm đương được cái việc này. Tất nhiên có những cái nhóm khác ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng vào sức khỏe của ông tốt lên thì ông sẽ đi Mỹ được, nên cũng có thể vì thế mà còn chưa đầy 48 tiếng nữa thì cái đoàn Việt Nam sẽ phải có cuộc phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng danh sách và tên người phát biểu trong cái cuộc gặp này và rất quan trọng này thì là chưa được công bố và cũng chưa được đưa cho Liên Hợp Quốc. Và mặt khác nữa, nếu ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump thì hành trang ông Nguyễn Phú Trọng mang theo thì cần phải có những cái văn bản, hợp đồng, thỏa thuận rất nặng ký và có giá trị tăng cường quan hệ hữu nghị giữa và quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị và thậm chí là quan hệ quân sự với Mỹ, phải có lẽ phải nâng từ đối tác toàn diện hiện nay lên thành đối tác chiến lược. Bởi vì các bạn cũng đã biết Tổng thống Donald Trump, Mỹ là một nơi mà ông là một người rất thực tế và rất kiên định trong cái quyết sách của mình. Vậy nên điều này rõ ràng nếu ông Nguyễn Phú Trọng sang và mang theo những hành trang nặng ký như vậy thì sẽ là một cái điều làm cho nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ không vui, và điều đó thì chưa chắc ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm được và vượt qua. Và ngoài ra thì Trung Quốc trong suốt thời gian gần 3 tháng nay liên tục đưa các tàu thăm dò và tàu hộ tống đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để điều tra vùng bờ biển Việt Nam cũng như vùng lãnh thổ Việt Nam, vùng đất của Việt Nam ở khu vực vùng đặc quyền kinh tế đó. Nhưng mà điều này rất nghiêm trọng cho Việt Nam, và Việt Nam đã nhiều lần gặp và phản đối Trung Quốc bằng những công hàm nhưng dường như họ không đếm xỉa đến và vẫn tiếp tục đo đạc tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh mà các bạn cũng đã được chúng tôi chia sẻ liên tục trong thời gian vừa qua mà báo chí truyền thông trong nước không hề đưa tin cho người dân, đó là những cái hải trình rất nguy hiểm của những cái tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống hung dữ của Trung Quốc đã đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hoạt động gần 3 tháng nay. Thì đây là theo hình ảnh của Twitter Phạm Thắng Nam chia sẻ vào 23 tháng 9 năm 2019 vừa qua. Thì đúng như dự đoán, vào lúc 1 giờ 11 13 phút sáng ngày 23 tháng 9 năm 2019, hôm nay tức là giờ Việt Nam, Hải Dương 8 đã đến bãi đá chữ thập kết thúc cuộc khảo sát xâm lược lần thứ 3. Đây là hình ảnh mà hải trình chúng tôi có thể đi rõ, và đường link cũng như là thông tin chi tiết thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên trang của Twitter Phạm Thắng Nam, là một cái người chuyên nghiên cứu về Biển Đông, và ông cũng có những thông tin rất quý giá và cung cấp sự thật cho bạn đọc trong và ngoài nước được biết. Nhưng truyền thông nhà nước hiện nay với trên 800 cơ quan báo đài và với ngân sách nhà nước hàng năm hàng nghìn tỷ cho để nuôi bộ máy này, họ đã không cung cấp thông tin cho người dân Việt Nam, và họ im lặng trước những cái nguy hiểm mà 90 triệu của người dân Việt Nam có thể sẽ gặp phải, đặc biệt là những người ngư dân khi đi ra đánh bắt cá ở khu vực này, nếu gặp những tàu hải cảnh và tàu Hải Dương 8 này thì chắc chắn là sẽ bị tấn công và đâm chìm một cách không thương tiếc. Và điều quan trọng này dẫn đến việc là Việt Nam có lẽ sẽ phải đưa cái việc cái vấn đề mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trong thời gian qua ra Liên Hợp Quốc, và bởi vì Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn cái công ước quốc tế 1982 về luật biển của Liên Hợp Quốc. Và ngoài ra tại đây thì Việt Nam cũng có thể kêu gọi được các nước khác tham gia ủng hộ Việt Nam trong thời gian tới để đấu tranh chống Trung Quốc. Và cụ thể nhất các bạn có thể thấy hình ảnh mà tàu Trung Quốc đã đưa ra ngày hôm nay
cho chúng ta biết là giàn khoan mới Hải Dương 982 của Trung Quốc bắt đầu di chuyển ra Biển Đông và đi vào hoạt động từ hôm thứ Bảy vừa qua. Đây là hình ảnh rất rõ và do phía Trung Quốc đã chia sẻ mà phía Việt Nam và các báo chí trong nước ở Việt Nam cũng chưa đưa. Và hy vọng rằng các tổng biên tập cũng như những tờ báo trong nước hãy nghiên cứu những thông tin này để tiếp tục cung cấp ngay lập tức và đồng thời cho người dân Việt Nam được biết. Và Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông, nơi chứa khoảng 190.000 tỷ khối khí đốt tự nhiên và 11 tỷ thùng dầu. Nguồn tài nguyên khổng lồ đó đã khiến nó trở thành điểm nóng cho xung đột và tranh chấp với một số nước quốc gia khu vực, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Tất cả đều đòi hỏi chủ quyền ở đây. Báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội cho biết dưới đáy biển rộng lớn của Biển Đông có 1/3 trữ lượng dầu khí của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đây là nhận là tại lãnh thổ của họ, cho nên họ nói rằng là nó chứa tới 1/3 cái trữ lượng dầu khí. Và cho rằng đây là một trong 4 trung tâm dự trữ khí và dầu ngoài khơi và được gọi là vịnh Ba Tư thứ hai tại châu Á. Thì có nghĩa là đây là cái số lượng dầu mỏ thế này cực kỳ lớn, khổng lồ. Và chính vì vậy mà Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều về hải quân, về lực lượng chấp pháp biển cũng như là những cái giàn khoan cực lớn và khổng lồ này để khoan và chuẩn bị thăm dò rất nhiều những vùng biển, trong đó có vùng biển của Việt Nam. Và phản đối cái việc đó cũng như có những cái nhà nghiên cứu quốc tế đã đưa ra thông tin ngày hôm nay được đăng tải trên báo và truyền thông quốc tế và cho rằng trước tuyên bố mà nhiều người Việt cho là ngang ngược của Trung Quốc trong thời gian qua, ông Kyoki Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng Việt Nam nên đưa vụ bãi tư chính ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc là cho qua trước Liên Hợp Quốc, là nơi mà chuyên xử những cái vụ tranh chấp của các nước. Về lâu dài, lựa chọn duy nhất của Việt Nam nhằm đẩy lùi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vận động sự ủng hộ của quốc tế để Bắc Kinh cảm thấy rằng họ bị tổn hại nhiều về danh tiếng và ngoại giao. Cho tới nay, ngoài Mỹ, Hà Nội vẫn chưa được nước nào khác lên tiếng rõ ràng về vấn đề này, ông Poling nói với đài phát thanh Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các nước có tiếng nói như Úc, Nhật, Anh cùng các quốc gia vốn giữ im lặng phải lên tiếng trong thời gian tới. Thì đây là cái gợi ý của ông Kyoki Poling đưa ra và cho Việt Nam, và ông ta nói rằng là Việt Nam nên đưa vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nên đưa cái vấn đề bãi tư chính và Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam ra trước Liên Hợp Quốc ngay trong ngày thứ Bảy này, là ngày 28 tháng 9 năm 2019. Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì chắc chắn là rất nhiều nước sẽ chú ý và quan tâm theo dõi, và cái thông tin này sẽ được truyền tải một cách nhanh nhất đến những cái cán bộ cấp cao nhất và lãnh đạo cấp cao nhất của những các nước để họ cùng biết. Nhưng liệu điều này có diễn ra hay không thì là phải chúng ta chờ đợi vào ngày thứ Bảy này, cái sự dũng cảm của cái người đứng đầu nhà nước Việt Nam hoặc là cái người đại diện cho chính phủ Việt Nam sẽ phát biểu ở đây nói gì. Và thêm nữa, chúng ta cũng được ông chia sẻ thêm, ông Poling nhận định rằng một bài phát biểu có nêu nội dung đối đầu ở bãi tư chính chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, nhưng nó cũng dẫn tới phản ứng tiêu cực đáng kể đối với Bắc Kinh từ các nước có đồng quan điểm ở châu Âu, Mỹ, Canada, Australia hay Nhật. Và nó cũng sẽ mở đường cho các nước này, đặc biệt là Mỹ, tìm cách thay mặt Việt Nam vận động thêm sự ủng hộ của quốc tế. Nếu vấn đề bãi tư chính được nêu lên trước Liên Hợp Quốc, không còn nghi ngờ gì chuyện nhiều nước lưỡng lự vì áp lực của Trung Quốc đối với các quốc gia nhỏ hơn như ở châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin và một số quốc gia ở châu Á, nhưng sẽ có thêm nhiều nước công khai đứng về phía Việt Nam hơn là Trung Quốc, ông Poling nói. Và các nước ủng hộ Việt Nam sẽ có sức nặng hơn nhiều về mặt dân số, sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng. Thì đây là cái gợi ý của ông Poling cho chính phủ Việt Nam, và liệu chính phủ Việt Nam có tiếp nhận thông tin này không, và liệu ngày 28 này thứ Bảy họ có dám đưa vấn đề bãi tư chính của Việt Nam ra trước Liên Hợp Quốc hay không, thì chúng ta cần phải xem xét thêm. Và ông Nguyễn Phú Trọng thì trong suốt 3 tháng qua, khi tàu Trung Quốc vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì ông vẫn luôn giữ im lặng, nên có lẽ ông sẽ không thích hợp cũng như chưa đủ dũng cảm để lên án Trung Quốc trước Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu chính phủ cũng chưa từng dám nói thẳng được là Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Việc này dành cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là thích hợp nhất. Và cũng nên nhớ rằng cha của ông là nhà ngoại giao Phạm Văn Cương, tức là Nguyễn Cơ Thạch, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và cũng là người có quan điểm hết sức rõ ràng với Trung Quốc.
Và cuối cùng, điều cần thiết nhất là Việt Nam cần chuyển đổi sang thể chế tự do, dân chủ với các đội ngũ lãnh đạo trẻ đủ sức khỏe và trình độ, tri thức điều hành đất nước để chủ động kịp thời trước mọi diễn biến, bảo vệ được độc lập, chủ quyền Tổ quốc Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng định như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những yêu cầu thông tin mà các bạn cần cung cấp để chúng tôi có thể cập nhật và chuyển đến các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.